Phần 3, tập 44, chuyến đi thực địa. Sáng nay các bé tập trung tại mẫu giáo cây thông. Hãy xem hôm nay họ làm gì nhé. Cố gắng bắt cậu ấy đi. Tôi đang đến đây. Nhìn kìa, Vic đang ở đây. Chào buổi sáng các cậu. Chào buổi sáng Vic. Phải rồi, các cậu sẽ làm gì trong chuyến đi thực tế này? Tôi sẽ đi trượt cát. Violet, cậu mang theo máy ảnh à? Đợi chút. Rồi, tôi xem với. Để tôi xem nữa. Hôm nay tôi sẽ chụp ảnh cầu vồng và thác nước. Tuyệt, tôi nóng lòng quá các cậu ơi. Này các cậu, tôi tới nè. Luna Lu, cậu cũng mang theo một chiếc ba lô. Phải rồi. Sao nó lại trống rỗng vậy? Hôm nay tớ tới để thu thập pha lê và giữ chúng ở đây. Sau đó mang chúng về nhà. Tớ sẽ giúp cậu thu thập chúng nha. Tớ cũng giúp nữa. Tớ cũng vậy. Tớ cũng vậy. Luna Lu, tớ khỏe lắm đó. Tớ có thể giúp cậu mang pha lê. Các con, tất cả đều ở đây à? Thầy Mark tới rồi. Tụi con đây. Đi nào. Tuyệt. 1, 2, 1, 2, 1. Cố lên Vic. Con bướm. Các con, từ từ thôi. Chúng ta gần tới rồi. Là nơi này. Đây, chính nó. Cái gì đây? Những viên pha lê ở đằng kia. Ở đó chỉ có một cái cây. Có gì đặc biệt đâu. Có, nếu tôi nhớ đúng, có một cái hang động pha lê trên cây. Đúng đó. Còn chờ gì nữa? Đi nào, chờ tới với. Các con, chậm lại. Hang động đâu rồi? Tớ nhớ rằng nó ở gần cái cây này, nhưng tớ không thể tìm thấy nó. Có lẽ chúng ta nên tìm xung quanh. Phải. Các con, đừng chạy xa nhé. Nhìn những tảng đá lớn rơi khỏi vách đá kìa. Chúng rơi xuống vì mưa đã tạo ra một trận lở đất. Tiếp tục thì quá nguy hiểm. Vậy không công bằng chút nào. Đừng buồn mà. Còn những thứ khác, thầy chắc chắn hôm nay con sẽ có những khoảnh khắc thật sự vui vẻ. Được chứ? Theo sát thầy nha. Đi thôi các con. Đi nào. Luna Lu, đừng buồn. Nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm thì chúng ta sẽ tìm được một nơi có pha lê. Đi nào. Đó là gì vậy? Con bọ đó có một quả bóng kìa. Tuyệt quá. Các con biết đó là gì không? Đó là một con bọ hung. Bọ hung hả? Tên nó lạ thật. Đúng vậy. Chúng là những kẻ dọn dẹp phân động vật trong rừng. Không có pha lê ở đây. Nhìn xem. Hãy nhìn quả bóng mà con bọ đang đẩy. Đó là phân. Sao thầy không nói với con sớm hơn? Tới đây, thầy giúp con lau tay. Chỉ là một tảng đá. Không có pha lê ở bất cứ đâu cả. Các con, quan sát những chiếc lá gấp lại đi. Cây này được gọi là cây xấu hổ. Chắc chắn nó rất là nhút nhát. Luna Lu, nhìn này. Cậu ấy đi đâu rồi? Tớ không thể tìm thấy bất kỳ pha lê nào. Luna Lu, lại đây nhìn nè. Ngay ở đây thôi. Nhìn đi, thấy cái cây chứ? Chạm vào nó đi. Rambo, tới đây có nhiều cây hơn nè. Pha lê, tới liền. Cuối cùng mình đã tìm thấy một hòn đá khác. Thật là vô vọng. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất. Chúng ta đang đến gần thác nước. Nơi ngay phía trước thôi. Mọi người nhìn kìa, thác nước đó. Tôi sẽ chụp ảnh cầu vồng. Tớ yêu cầu vồng. Luna Lu, cậu bị sao vậy? Tớ không tìm được pha lê. Đừng lo lắng. Đến ngay đây, chúng ta đi ngắm cầu vồng đi. Họ bỏ chúng ta kìa. Hãy mau theo họ. Đi nào, Rambo, tớ đi trước cậu. Thác nước. Nhìn kìa, thác nước. Thác nước đẹp quá. Cầu vồng. Violet, tớ không thể nhìn thấy cầu vồng. Cầu vồng ở trong những đám mây đó.
Các con, đừng lo lắng. Nó sẽ quay trở lại. Những đám mây nó sẽ thổi qua. Rồi cầu vồng sẽ xuất hiện trở lại. Thầy Mark, khi nào cầu vồng xuất hiện, thầy có thể chụp ảnh cho chúng con được không? Tất nhiên rồi. Nhìn kìa, cầu vồng hiện ra. Wow, thật đẹp. Cầu vồng. Nhanh lên, đứng vào cùng nhau nào. Dạ được. Những đám mây đã quay trở lại. Tại sao thứ này lại xảy ra lần nữa vậy? Không phải mây chứ. Những đám mây biến khỏi đây. Các ngươi không được chào đó. Ra khỏi đây đi. Xem này. Chúng ta không sợ các ngươi đâu. Những đám mây. Coi đây nè. Biến đi. Biến đi. Biến đi. Cầu vồng lại xuất hiện. Chúng ta nhanh chóng chụp ảnh đi. Trời sẽ sớm mưa thôi. Cầu vồng. Cầu vồng. 1, 2, 3. Trời mưa rồi. Nhanh lên các con. Chúng ta hãy đến hang động để trú ẩn. Nhanh lên, vào trong. Rambo. Này cậu, cậu làm đổ nước vào người tớ rồi. Violet. Trời đang mưa. Chúng ta không tìm thấy pha lê. Và giờ cũng không có cầu vồng. Hôm nay là ngày tệ nhất trong lịch sử. Thầy Mark, giọng nói đó là của ai vậy? Nghe có vẻ rất lạ. Có vẻ như chúng ta đã đánh thức lũ yêu tinh trong hang động này. Thầy Mark, con sợ quá. Họ ở đâu? Đừng lo lắng, có thầy đây. Nghe này. Xin chào, chúng tôi thật sự thân thiện lắm. Cái gì? Đó không phải là yêu tinh, đó là thứ khác. Nghe như tiếng vang. Được rồi, xem này. Chào, tên tớ là Victor. Hãy thử xem. Xin chào. Tớ cũng muốn thử. Violet, Lunalu, bây giờ các con có vui không? Đôi khi chúng ta cảm thấy như mình đã hết may mắn. Hôm nay chúng ta không tìm thấy pha lê và trời mưa rất nhiều, nhưng sẽ rất vui khi chúng ta luôn lạc quan. Chào, tớ là Rambo. Nào, tham gia cùng họ đi. Cảm ơn rất nhiều thầy Mark. Tớ đang đến đây. Tớ cũng tới đây. Nhìn này. Mưa tạnh rồi. Hãy đến mà xem. Hết mưa rồi. Có lẽ bây giờ chúng ta có thể trượt cát. Thời tiết có vẻ hoàn hảo rồi. Được rồi, trượt cát. Cẩn thận nhé các con. Nhanh lên các cậu. Tới nơi rồi. Tiki, đến giờ chơi rồi. Được rồi, hãy nhớ cẩn thận nha. Tụi con biết rồi thưa thầy. Con sẵn sàng chưa Vic? Đi thôi. 1, 2, 3. Tiến lên. Thử đẩy nó lại đi. Sẵn sàng. 1, 2, đi. Tớ nghĩ chúng ta đã quá nặng. Hay để tớ thử một mình coi. Sẵn sàng. Bắt đầu. Giữ chặt nha. Được rồi. Tiki, cậu có sao không? Tớ ổn. Tiki, con ổn chứ? Con ổn. Thầy Mark, cát ướt quá. Hôm nay sẽ không an toàn để trượt cát. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Không sao đâu các cậu. Thầy Mark nói miễn là chúng ta tích cực, chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ. Vì thế đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm thứ khác. Tớ biết chúng ta có thể làm gì rồi. Lunalu, cậu đang làm gì vậy? Xong rồi, nhìn nè. Nó có giống Rainbow không? Phải, giống quá ha. Này, vậy chúng ta điêu khắc trên cát nhé. Dạ được, hãy làm tác phẩm điêu khắc cát. Cậu nghĩ sao? Tuyệt vời. Bức tượng đó lớn quá. Thầy Mark đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc đẹp nhất từ trước đến nay. Nhìn lên đi. Bầu trời đang trong xanh. Cầu vồng trở lại rồi. Wow, nhìn kìa. Cầu vồng đẹp quá. Chuyến đi thực tế này là chuyến đi tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Nhưng Lunalu không tìm thấy viên pha lê nào cả. Ồ, không sao đâu. Tớ không tìm thấy pha lê nào. Nhưng tớ có một khoảng thời gian thật sự vui vẻ. Tớ đã học được cách sống tích cực. Tớ sẽ tìm pha lê vào lần tới. Lần tới tớ sẽ giúp cậu kiếm chúng. Phải, tớ cũng vậy. Chúng tớ sẽ giúp cậu. Wow, cảm ơn thầy Mark. Cảm ơn mọi người.
chào các cậu. Đôi khi mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch mà các cậu đã đặt ra, nhưng hãy nhớ luôn giữ thái độ tích cực. Bằng cách nào đó vẫn sẽ có rất nhiều niềm vui. Tạm biệt.